Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món khoai lang chiên giòn lắc phô mai nha các bạn. Ăn rất là giòn và rất là ngon các bạn. Nguyên liệu chúng ta gồm có khoai lang nè. Khoai lang mình mua về mình gọt vỏ sạch ha. Cái này là phô mai, cái này muối, cái này dầu ăn và nước. Khoai lang mình gọt vỏ xong á, mình bào ra. Bây giờ đây là chén muối nè, mình đổ vô thao nước ha, rồi quậy cho nó tan ra. Mình mới bào khoai lang vô đó, mình ngâm cỡ 5 phút cho khoai lang ra mủ các bạn, là nó không có bị đen ha. Nếu mà mình không ngâm vô thao nước muối, mình bào khoai lang ra chút xíu, khoai lang mình nó đen thui các bạn, nhìn nó ra mủ các bạn. Bây giờ mình bào cho nó hết khoai lang đi ha, rồi ngâm 5 phút. Ngâm cho nó 5 phút cho nó ra hết mủ đi, rồi mình mới đi lại rửa lại sạch với nước. Sau khi mình ngâm 5 phút rồi nè, bây giờ mình đi rửa lại 2-3 nước cho nó sạch, rồi mình để cho gáo ha. Rồi mình mới chiên, mình để cái gỗ cho nó gáo. Khoai mình nãy giờ cũng đã gáo rồi nè các bạn. Nó không bị đen thấy không, nó vàng tươi à. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình đổ dầu vô mình chiên ha. Đổ dầu hơi khá khá một chút nha các bạn, vì mình đổ ít quá chiên nó không ngon đâu. Sau khi dầu nó sôi thì mình bỏ khoai lang vô, thấy không, khoai lang chúng ta vàng tươi không có bị đen á. Trong lúc chiên thì chúng ta đảo đều nó ha các bạn, khi nào thấy nó vàng là chúng ta mới vớt nó lên. Chiên cái này cũng mau lắm các bạn. Khoai lang mình nhớ là để gáo nước ha. Đó, chiên vàng cỡ này là được rồi. Đó, rồi giờ mình lấy đồ mình vớt ra. Vớt ra cho nó gáo mở ha. Nó lấy cái vợt gì đó vớt lên, rồi ta để lên cái tô, cái chén gì đó cho nó ra bớt dầu ha. Cho nó nhiễu dầu xuống. Rồi chúng ta tiếp tục chiên. Chiên tới hết luôn là được rồi các bạn. Nó cứ việc tiếp tục chiên hết nha. Mình chiên lần vừa vừa thôi, đừng chiên nhiều quá, nó không có đều. Sau khi mình chiên xong hết trơn, mình đổ dầu ra, mình lấy cái chảo đó đó, mình bỏ vô đây một muỗng canh bơ nha các bạn. Bạn nào thích ăn bơ thì đổ bơ vô, còn không thích thì thôi. Mình bỏ bơ vô cỡ một muỗng canh nè. Cái mình mới là đổ khoai lang vô, trộn trộn cho nó thấm bơ. Rồi sau đó chúng ta mới đem nó ra, mình lắc phô mai nó thấm, nó thơm bơ ngon các bạn. Nó vậy đó, rồi mình đổ ra cái tô. Đây là phô mai nè các bạn, ta múc vô đây một muỗng đầy ha. Rồi ta lên. Rồi chút xíu nữa thêm nửa muỗng nữa, tại vì cái phô mai này mình xóc nhiều quá nó cũng không có dính hết vô trong khoai, rồi lãng phí đó các bạn. Mình xóc lên vậy đó, rồi cái thêm vô nửa muỗng nữa là được rồi, là mình vừa ăn. Các bạn đừng có nên để nhiều quá, cũng đừng để ít, nó không ngon ha. Đó, xóc xóc lên vậy là nó được rồi các bạn. Cái này kêu bằng khoai lang chiên giòn lắc phô mai nha. Khoai lang của mình lắc phô mai xong rồi các bạn, để mình ăn thử các bạn coi, rất là giòn, rất là ngon nè. Nó giòn gụm luôn các bạn, mặn mặn ngọt ngọt của phô mai, giòn giòn của khoai lang, ăn rất là ngon. Ăn giòn mà giòn xốp các bạn. Bạn thử làm nha, ăn rất là ngon.